Hình ảnh bạn bè xác nhận hai ca sĩ Việt qua đời sau tai nạn đâm vào xe tải. Người thân, bạn bè và đồng nghiệp bàng hoàng khi nghe tin hai nghệ sĩ Lâm Gia Khang và Chí Ngôn đã qua đời sau tai nạn giao thông. Hôm nay, bạn thân của Lâm Gia Khang xác nhận với phóng viên, nam nghệ sĩ 26 tuổi cùng ca sĩ Chí Ngôn 32 tuổi đã qua đời sau tai nạn giao thông. Vụ tai nạn xảy ra tại địa bàn xã Phú Riêng, huyện Phú Riêng, tỉnh Bình Phước. Thời điểm xảy ra tai nạn, Chí Ngôn và Lâm Gia Khang di chuyển trên chiếc xe máy hướng từ Bình Phước về thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, chiếc xe đã tông thẳng vào xe tải đậu bên đường. Vụ va chạm mạnh khiến hai nghệ sĩ tử vong tại chỗ. Người thân Lâm Gia Khang cho biết, hôm xảy ra tai nạn, anh cùng Chí Ngôn về thăm gia đình tại Bình Phước. Hồi 17 giờ 20 phút, Gia Khang còn chia sẻ ảnh bên mẹ, chị gái và các cháu trên trang cá nhân. Sau đó vài giờ, Gia Khang cùng Chí Ngôn đều tử nạn. Bạn của hai nghệ sĩ cho biết, lễ tang Chí Ngôn tổ chức vào sáng 19 tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ hỏa táng diễn ra cùng ngày. Khi nghe tin hai nghệ sĩ qua đời, ca sĩ Phương Thanh và Nam Cường đã gửi lời chia buồn trên mạng xã hội. Chí Ngôn và Lâm Gia Khang hoạt động trong nhóm ATA từ năm 2012. Nhóm từng tham gia biểu diễn tại một số show truyền hình do VTV tổ chức và các tụ điểm hội chợ. Gia Khang cùng Chí Ngôn còn đảm nhận vai trò đào tạo nghệ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh.